rồi đến trung học phổ thông thì cháu nó hiểu được quy luật của cuộc sống. Vậy thì toàn bộ cấp 2 đi nhặt nhạnh được các dữ liệu của cuộc sống. Tức là nhìn thấy cây thông, nhìn thấy con gà, nhìn thấy quả trứng, nhìn thấy dân tộc, nhìn thấy tòa nhà cao tầng, hiểu hết toàn bộ. Nhưng nó không hiểu quy luật xây cái nhà thế nào, nó không hiểu một quy luật một cái cây nó mọc lên như thế nào, nó không hiểu là logic tất cả các hoạt động đời sống như thế nào. Nó nhìn thấy mặt trăng nhưng nó không hiểu là tại sao lại có mặt trăng, tại sao lại có mặt trời, tại sao lại mặt trăng quay quanh mặt trời, trái đất, tại sao lại có trái đất quay quanh mặt trời, vân vân. Nó không hiểu được chuyện đó. Thì bắt đầu đến trung học phổ thông, cháu nó được dạy các quy luật. Và đứa trẻ này hiểu được quy luật của cuộc sống. Đứa trẻ có tư duy hệ thống và bắt đầu nó hình thành tư duy hệ thống. Đấy, nó mà trong đạo Phật gọi là chuỗi nhân quả. Nhân tạo ra quả, quả của chuỗi cái này thì lại là nhân của cái khác, quả của cái này thì nó lại là nhân của cái khác, và nó tạo thành chuỗi. Như vậy đứa trẻ sẽ hình thành tư duy nền tảng về quy luật cuộc sống, con người, tài chính cá nhân và kinh tế xã hội. Cái phần mà Tuấn chia sẻ các anh chị về quy luật cuộc sống ấy, chính là cái phần mà cấp 3 nó cần được học đấy này. Ngay từ cấp 3 nó phải được học. Hay là quy luật của đồng tiền, quy luật của tài chính, tất cả mọi thứ nó phải được học. Thì chút nữa, vì các chị có con học cấp 2, cho nên cái bài tiếp theo Tuấn sẽ chia sẻ rất sâu về cấp 3 ở cái phần tiếp theo, để các chị định hướng cho con mình lựa chọn trường và đồng hành cùng con ở cái phần cấp 3. Anh chị đang có học cấp 2, con học cấp 2 thì rất là may mắn, thế này anh chị có cơ hội sửa sai. Đấy, và đến giai đoạn học nghề thì khi các cháu hiểu được quy luật cuộc sống thế này thì các cháu biết tác động vào đâu để tạo ra giá trị cho cuộc sống, và cuộc sống sẽ trả về cho mình giá trị để mình tồn tại. Vậy thì ở đây là trao giá trị cho cộng đồng, phải tu tâm. Tức là mọi thứ như Tuấn dạy cái trường Doanh Nhân Siêu Việt Nam ấy, thì Tuấn phải xác định rõ, phải dạy sinh viên của Tuấn là gì ạ? Mày chỉ được trả tiền khi mày trao giá trị cho người ta, còn không ai trả tiền cho mày khi mày chẳng trao giá trị gì cho người ta cả. Vậy cuộc đời chúng ta sinh ra mà muốn có tiền là gì ạ? Là trao giá trị. Cho nên ngay từ đầu mình phải hiểu là học nghề chính là cách đi trao giá trị cho cộng đồng, chứ không phải đi kiếm tiền về cho mình. Bởi vì trao giá trị cho cộng đồng là nhân, còn tiền họ trả về là quả. Cho nên ngay từ đầu đã phải có tư duy đi trao giá trị cho cuộc sống, cho cộng đồng. Vậy là người này sống có tâm, yêu nghề và hạnh phúc. Muốn vậy cháu nó làm gì ạ? Làm đúng việc mang lại giá trị cho xã hội. Vậy chúng ta phải dạy nó việc này. Học kỹ năng để hình thành nghề và phát triển, có nỗ lực hành động để đạt được mục tiêu. Tức là thân tâm tuệ đấy. Tâm là mang lại giá trị, tuệ là phải có cách làm, và thân là nỗ lực hành động, không bỏ cuộc. Thì như vậy đây là toàn bộ cái lộ trình một đứa trẻ thành công. Và tôi mách lại hình ảnh để anh chị dễ hình dung. Đến đây là có thói quen quen kỷ luật tốt mầm non. Đến phần hết cấp 1, hiểu từ, ngữ, nghĩa, ý, giao tiếp tự tin, nói gì hiểu đấy, hiểu bản chất luôn, chứ không nói như con vẹt nữa. Người lớn của chúng ta bây giờ rất nhiều người nói như con vẹt, nói xong người ta vặn lại trong một từ, nó không trả lời được mà cứ nói thôi. Đến đây là tu tuệ. Tuệ ở tầng thấp hơn là bắt đầu là đi nhận diện cuộc sống. Tuệ ở tầng cao hơn là hình thành nên quy luật, và có được quy luật rồi thì đi học một cái nghề để trao giá trị cho cộng đồng, và mình nhận lại gì? Giá trị của vật chất, giá trị của hạnh phúc, giá trị của sự an lạc. Đấy, toàn bộ cái này nó là make nên một cái quy luật thành công cho con. Vậy thì cái thứ mà các anh chị quan tâm là cho con vào trường nào, là không phải cháu nó đang học lớp mấy, học cấp mấy, học ở trường nào, mà học ở đâu mà nó hình thành cái này. Nó hình thành cái này thì đứa trẻ đấy mới là đứa trẻ thành công. Còn rất nhiều các anh chị hiện nay mắc một cái bẫy là cho con đi học trường quốc tế. Tôi không nói trường nào tốt, trường nào xấu, nhưng mà rất nhiều trường các anh chị cho con đi học xong, mà khi mà nó ra ngoài đời như một con gà vậy. Tôi nhận nhiều cháu du học sinh ở nước ngoài về làm ở công ty, nó chả hiểu gì về cuộc sống cả, như một con gà. Vì vậy không ai thể tiếp nhận được nó, ngoài mình một cái mớ kiến thức lộn xộn, mấy cái pháp mà tất cả pháp để phục vụ cuộc sống, mà nó không hiểu cuộc sống. Ví dụ cầm khẩu súng mà không hiểu là khẩu súng để làm gì, khẩu súng là để đi bảo vệ tổ quốc, thì nó lại cầm khẩu súng đi cướp thì sao? Nó không hiểu cuộc sống, không hiểu bản thể. Vậy cho nên bằng này thứ thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị, và các anh chị cần bám chặt vào đích đến là đứa trẻ kỷ luật, đứa trẻ tự tin trong giao tiếp, đứa trẻ giàu trải nghiệm, đứa trẻ có tư duy hệ thống, và cuối cùng đứa trẻ có trí tuệ nghề nghiệp và hạnh phúc. Đấy, thì như vậy nó lộ trình và mỗi một bước nó phải mách lên con người nó chứ. Thì đây chính là cái quy luật thành công cho con thông qua quy luật cuộc sống. Và cái này công anh chị cũng đao về để cha mẹ và con cái thảo luận. Nói cái từ nào ra đôi khi cha mẹ còn không biết cơ. Chúng ta cùng ngồi nhau thảo luận một cái từ ngữ nào đó để hiểu bản thể về nó. Vâng ạ. Như vậy là chúng ta xong được cái quy luật thành công cho con thông qua quy luật cuộc sống. Và đến bài tiếp theo là bài gì nhỉ? Con mở ra. Đấy. Thì bây giờ căn cứ vào đấy thì chúng ta phải xây dựng bản đồ phát triển sự nghiệp cho con. Chúng ta có quy luật đích đến của cuộc sống nhé. Trong cuộc đời gọi là sứ mệnh cuộc đời đấy, 6 vòng chuyển hóa tâm, có lộ trình phát triển của một đứa trẻ từ mầm non cho đến hết học nghề. Thì bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào để cùng với con xây dựng một bản đồ sự nghiệp cho con. Mời các anh chị qua bài tiếp theo.